Xin chào các anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Tota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em xin phép là giới thiệu cho anh chị về chính sách bán hàng và sơ bộ về chiếc xe Tota Cross. Tota Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 1.8G có giá niêm yết là 720 triệu, 1.8V có giá niêm yết là 820 triệu và bản cao cấp nhất là bản xăng điện có giá niêm yết là 910 triệu. Thì trước màn hình chúng ta đây là phiên bản 1.8V màu đỏ và 1.8V màu đen. Xe thì bên em mới từ cảng về, những dán bảo vệ khi đi qua tàu biển thì vẫn chưa được bóc và đang đợi ra cho khách. Chúng ta sẽ đi qua một vòng của xe. Xe 1.8V này thì có cái tính năng an toàn xem giống với cả bản cao cấp 910 triệu, tuy nhiên là hai bản nó chỉ khác nhau duy nhất là về động cơ đó. Cái động cơ của bản 910 triệu thì có thêm một cái máy điện, còn ngoài ra thì đều có cửa sổ trời, đều có gói an toàn tọa safety sense. Mức tiêu thụ nhiên liệu của bản 1.8V thì sẽ là 7.63 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Còn đặc biệt là bản 1.8HV có giá 910 triệu thì bản đấy sẽ tiết kiệm xăng, chỉ tiêu thụ 3 lít rưỡi đến 4 lít trên 100 cây. Cross này thì được hội tụ những cái công nghệ hiện đại nhất của Toyota hiện tại. Sử dụng lốp là Michelin. Vừa rồi thì chúng ta đã đi một vòng về ngoại thất, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất của xe. Nội thất xe của Toyota Cross được có hai phiên bản lựa chọn là màu nội thất màu đen và nội thất màu đỏ đun. Thì trong video đây đang là nội thất màu đen của bản 1.8V. Màn hình có Apple CarPlay. Ngoài ra thì có đầy đủ đèn auto và gạt mưa tự động. Ở trên phiên bản 1.8V và 1.8HV đều được trang bị cửa sổ trời. Còn phiên bản 1.8G thì đã lược bỏ mất cái chi tiết này. Toyota Cross thì được thiết kế theo ngôn ngữ mới, ngôn ngữ toàn cầu và hướng đến cái tính ổn định, tầm quan sát và tính linh hoạt. Như anh chị để ý thì trụ A gương đã được chuyển xuống cánh cửa và tầm nhìn khi mình lái rất là thoáng ạ. Xét về tính năng an toàn thì Toyota Cross được xếp đầu trong phân khúc với gói an toàn Toyota Safety Sense, có trang bị 7 túi khí. Ngoài ra thì những cái công năng và tính năng an toàn nhất đều được trang bị trên xe. Ở trên xe này thì cái phanh tay đã được chuyển xuống dưới chân giống như cái Camry đời cũ. Còn ngoài ra thì có cụp gương tự động và tự động lật mặt gương khi mình lùi, hỗ trợ anh chị khi lùi xe nó sẽ chuẩn xác hơn. Ngoài ra thì khi anh chị đặt xe của bên em thì bên em sẽ hỗ trợ là kích hoạt cái tính năng tự động lên xuống kính và theo chìa khóa và cửa sổ trời. Vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ bộ cho anh chị về chiếc xe Toyota Cross. Hiện tại thì bên em đang có xe lái thử phiên bản 1.8V, thì cũng là một phiên bản được ưa chuộng nhất hiện tại. Nếu anh chị nào có nhu cầu lái thử hay là có thắc mắc gì hay là có nhu cầu qua xem xe, có thể liên hệ với em qua hotline để trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn.